Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng nghe audio với chị thôi. Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ, thì nhà thơ Trế Lan Viên đã từng viết trong những vần thơ của mình: nhớ bản Sương Giang, nhớ đèo Mây Phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Và quả thực là như vậy, mỗi người nghệ sĩ thì đều tự tìm cho mình một không gian nghệ thuật để đi về. Đối với nhà thơ Quang Dũng, một trong số những hình ảnh nhà thơ đa tài và đa tình của nền văn học Việt Nam hiện đại cũng không phải là ngoại lệ. Bên cạnh quê hương xứ Đoài Mây Trắng, thì Quang Dũng cũng đã từng trở đi trở lại trong mảnh đất Tây Bắc để nhớ về binh đoàn Tây Tiến, là binh đoàn mà ông đã gắn bó trong những tháng ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và cũng chính mảnh đất Tây Bắc ấy và binh đoàn Tây Tiến ấy đã gợi lên biết bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ trong ông, để rồi tác giả này đã cất lên thành vần thành điệu và để lại bài thơ Tây Tiến thật hay cho đời. Trong bài thơ này có 8 câu thơ nói về kỷ niệm đêm liên hoan văn nghệ và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Và ngày hôm nay, chị muốn cùng với các bạn tìm hiểu về nội dung của 8 câu thơ này. Chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Quang Dũng có viết trong bài thơ Tây Tiến: doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Có thể thấy, khi nỗi nhớ đã thành vần thành điệu, khoảng cách để trở về bắt lấy những ký ức đẹp đẽ chỉ cần một thoáng chốc. Và cứ thế, trong suốt dọc chặng đường tìm về muôn nẻo của nỗi nhớ niềm thương của một thời chiến binh gian khổ, Quang Dũng đã đưa người đọc trở về với đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại, thấm đẫm tình người và tình đời. Trong đêm liên hoan văn nghệ ấy, hình ảnh được đề cập tới đầu tiên đó chính là doanh trại, nơi chiến đấu, sinh hoạt, gắn bó với biết bao kỷ niệm tươi đẹp của một thời chiến binh gian khổ. Đêm ấy, sau những chặng đường dài hành quân nung nấu, gian lao và vất vả, buổi liên hoan văn nghệ cùng đồng bào Tây Bắc đã diễn ra trong niềm vui hân hoan. Từ bừng giống như nhãn tự của câu thơ, chỉ với một từ duy nhất thôi mà đã khiến cho cả không gian núi rừng Tây Bắc đen tối âm u, nay tràn ngập ánh sáng của ngọn lửa, xua đi giá lạnh, xua đi những mệt nhọc vất vả hiểm nguy nơi chiến trường. Chỉ một từ ngữ xuất hiện đã mở ra một không gian ánh sáng cho cả câu thơ. Và ánh sáng ấy được bắt nguồn từ những ngọn lửa, theo cách nói lãng mạn của nhà thơ thì đó là đuốc hoa. Hình ảnh của những ngọn đèn xuất hiện trong những lễ hội trang trọng. Phải chăng không khí của đêm liên hoan văn nghệ này cũng chính là sự rạo rực tưng bừng tươi vui giống như những ngày lễ hội của nhân dân miền núi cao Tây Bắc? Cả doanh trại bây giờ đang sáng bừng lên bởi ánh lửa. Và Quang Dũng đã viết tiếp dòng thơ: kìa em xiêm áo từ bao giờ. Điểm nhìn thay đổi, không gian rộng lớn của núi rừng hay ánh sáng bập bùng của những ngọn lửa giờ đã chuyển sang hình ảnh của những cô gái dân tộc súng xính trong xiêm y lộng lẫy. Kìa em, cụm từ được sử dụng thật giống với một tiếng reo vui bởi sự xuất hiện đột ngột bất ngờ của những người con gái ấy. Họ ngạc nhiên và có đôi chút ngơ ngác bởi trong đôi mắt của chàng trai Hà Nội lúc bấy giờ là hình ảnh của những cô gái Thái, cô gái Mường xinh đẹp, giàu sức sống. Họ mang theo bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và những tình cảm quân dân thật đáng trân trọng của những người cách mạng. Không gian núi rừng đang say theo tiếng nhạc. Những bom đạn của chiến tranh vốn dĩ chẳng thể giết chết tâm hồn của những chàng trai Hà Nội lãng mạn và tài hoa. Họ yêu nước, yêu đời và luôn giữ cho mình một điều rất riêng biệt, đó là chất thơ. Khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Đêm liên hoan văn nghệ có ánh sáng, có âm thanh của tiếng khèn, nhạc cụ đặc trưng của dân tộc miền núi cao Tây Bắc. Thêm vào đó còn là những vũ điệu của tình người, tình quân dân. Tình cảm đẹp đẽ ấy có phải đôi lần hay là rất nhiều lần ta đã gặp trong thơ?
Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm. Bà mẹ đón tôi trong gió đêm. Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ. Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ. Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm. Để rồi rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm. Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng, trong hơi ấm nhiều hơn chăn đệm của những cọng rơm sơ xác gầy gò. Hay trong một phần thơ khác: các anh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước ngõ, lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau. Mẹ già bịn rịn áo nâu, vui đàn con ở rừng sâu mới về. Và ở trong những vần thơ của Quang Dũng vẫn là thứ tình cảm quân dân chứa chan đến vậy. Để rồi men say của đất trời, men say của tình người đã đưa tâm hồn những chiến binh Tây Tiến một thủa đến những miền đất lạ để xây nên những hồn thơ. Tạm thời rũ bỏ những mệt nhọc căng thẳng của chiến trường bom đạn, giây phút ấy dường như ngắn ngủi, thế nhưng đối với những chiến binh Tây Tiến, đó lại là những niềm vui hiếm hoi, trở thành động lực tiếp bước cho những tháng ngày gian khổ để thêm lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại đã giúp cho mỗi bạn đọc cảm nhận được chất thi sĩ trong tâm hồn những chiến binh Tây Tiến một thủa. Và đối với cá nhân Quang Dũng, đó là những kỷ niệm mà ông không thể nào quên đi. Bên cạnh kỷ niệm về đêm liên hoan văn nghệ ấy, Quang Dũng cũng nhớ về kỷ niệm trong một buổi chiều sương châu mộc. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nèo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ, hoa đong đưa. Câu hỏi tu từ được sử dụng ở trong đoạn thơ này đó là: có thấy hồn lao nèo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc. Và không gian được vẽ ra trong bốn câu thơ này đó là hình ảnh một buổi chiều sương châu mộc. Và câu hỏi tu từ với phép điệp có thấy có nhớ dồn dập, giống như gọi về biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời đã xa. Trong tâm tưởng của nhà thơ, cây lau tưởng như vô tri bây giờ cũng mang hồn. Cách nhân hóa có thần đó đã khiến cho thiên nhiên trở nên thơ mộng hơn. Thiên nhiên mang hồn là bởi nhà thơ có cái nhìn hào hoa và nhạy cảm, bởi nơi đây còn vương vấn những linh hồn đồng đội của nhà thơ. Hay đó chính là sự cảm nhận tinh tế, hòa quyện về linh hồn của cỏ cây, về tâm hồn của những con người nơi đây. Trong thơ, hồn lao dường như luôn mang một tâm tình, một suy ngẫm, một nỗi buồn man mác nhớ thương. Ngàn lau cười trong nắng, hồn của mùa thu về, hồn mùa thu sắp đi, ngàn lau sao xác trắng. Bên cạnh thiên nhiên, hình ảnh con người thấp thoáng trở về trong hồi ức. Đó là con người Tây Bắc xuất hiện duyên dáng trên thuyền độc mộc. Chiếc thuyền làm bằng gỗ lớn, bóng dáng của con người hiện lên đầy kiêu hãnh mà tài hoa khéo léo giữa dòng nước xối xả mạnh mẽ, đặc trưng của miền Tây. Phải chăng tư thế đó đủ để người đọc nhận ra vẻ đẹp riêng của con người Tây Bắc, của đoàn binh Tây Tiến trong những năm tháng gian khổ mà hào hùng? Dáng người ở đây có thể là dáng hình của người Tây Bắc, cũng có thể là chính hình dáng của những chiến binh Tây Tiến đang đối mặt với thách thức của thiên nhiên dữ dội. Dù hiểu theo cách nào, dáng người trong thơ Quang Dũng cũng luôn khảm sâu trong trí nhớ của nhà thơ. Và Quang Dũng, trong những vần thơ của ông, chúng ta dường như cũng đã bắt gặp hình ảnh, một trong số những hình ảnh tiêu biểu của con người Tây Bắc như thế. Có thể khẳng định rằng ở trong bốn câu thơ này, chi tiết đắt giá nhất là hình ảnh đối lập nước lũ và hoa đong đưa. Tại sao mà giữa một bức tranh thiên nhiên với một dòng nước chảy xiết như thế lại có hình ảnh của một đóa hoa đang đong đưa với những cái di chuyển rất là nhẹ nhàng? Bởi vì ta nghiệm ra rằng hình ảnh hoa đong đưa khi đang trôi dòng nước lũ là hình ảnh đối lập không thể có trong thực tại, nhưng lại rất hợp lý khi đặt giữa mạch cảm hứng trữ tình của bài thơ. Cánh hoa như đôi mắt đong đưa lúng liếng với người lính trẻ, hay bởi tâm hồn của các anh quá hào hoa và lãng mạn, thế nên có thể nhìn thiên nhiên bằng cái nhìn đa tình đến như thế. Bằng bút pháp lãng mạn với phép nhân hóa, Quang Dũng đã vẽ nên một nét vẽ thần tình, thâu tóm trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc và gửi gắm vào trong đó biết bao nhiêu những nỗi nhớ niềm thương với con người nơi đây. Các bạn thân mến,
có lẽ phải yêu đồng đội lắm. Yêu lắm thiên nhiên và con người nơi đây thì Quang Dũng mới có thể diễn tả tinh tế vẻ đẹp của chiều Sương Châu mọc một cách tự nhiên đến vậy. Và đó là hai đoạn thơ nói về kỷ niệm một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo mà Quang Dũng đã tái hiện ở trong bài thơ Tây Tiến của mình. Chị hy vọng rằng với phần hướng dẫn vừa rồi, với phần audio vừa rồi thì các bạn đã có thể hiểu thêm về 8 câu thơ này và có thêm cho mình những cảm xúc để viết được những bài viết thật hay các bạn nhé. Đây là phần audio thuộc bản quyền của bộ sổ tay văn học của Học Văn Chị Hiên. Rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ đến từ các bạn. Còn bây giờ thì cho phép chị gửi lời chào tạm biệt tới các em trong những phần audio tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage Học Văn Chị Hiên ngay nhé!